Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thả diều ở cánh đồng mới nữa nha. Bao la luôn, quá rộng. Nhiều trứng à. Một con đầu trâu. Thả diều đem nguyên chiếc máy cày đi luôn à. Đó. Máy cày cột 4-5 con trong á. Dùng lại lớn lên. Rồi, chuẩn bị nha. 2, 3. Đó, quá đẹp. Ồ, mới lên bút bông rồi. Mới lên bút bông rồi. Trời ơi. Quá hên. Vừa tới bề tràm luôn. Vừa tới bề tràm luôn, quá hên. Con này của mình. Đỏ trắng. Thấy ngã ngã anh. Thấy nó thọt thọt qua bển á. Lên được 5 con à. Lên chỉnh luôn nha. Dân kêu ơi. Vô đây là ro hết cuồng luôn á. Quá xa. Đỏ trắng lên sáng rồi. Quá cao chiêu đó, gió đưa qua hết rồi thấy không. Hãy
quá cả. Cánh đồng này cảm ơi. Quá rộng. Một kéo diều đi nè. Rồi lụm diều lên. Quá bự. Gió ngon ghê. Con này ro xa dữ lắm rồi nha. Giảm vừa chút xíu luôn. Siêu chấm. Rồi, chuẩn bị nha. Ê, ê, ê. Dân chưa rồi vậy. Gom tóm hết luôn. Rối, rối sườn, rối sườn. Vướng là bất á. Điều sáng rơi. Vàng như đỏ nổi quá nổi. Không đi xỉu ở đây rồi trời. Quá nặng. Quá bự mà. Nó lớn rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
à. Hai, bốn, sáu con. Sáu em. Dân bự rồi, cái dân quá bự rồi. Dân nó con thích luôn hả? Rồi, rồi, chúc cho sừng trâu rồi, giống sừng bò sừng gì á, nó phải sừng trâu. Chỉ có miếng 50 ngàn. Quá trời. Con này quá xa. Rồi dướng Út ơi. Không ổn rồi Út ơi, dướng rồi. Dướng rồi. Dướng rồi, dướng rồi. Chuyện lâu, Út tắt vô dù con mà nó tấp vô đây nè. Dẹo qua nó lấy ra rồi. Dẹo nó ngã bên trái nè. Quá cao. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.